Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Quora đã có một câu hỏi: vì sao Việt Nam vẫn nghèo? Đã có một thạc sĩ kinh tế Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời với những phân tích về tình hình kinh tế của Việt Nam. Người này có tên là Edward Kenway, thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Đại học Toán học Queen Mary, Đại học London. Ông đã đưa ra quan điểm như sau: tôi là người Trung Quốc và tôi muốn nói với bạn điều này. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần và tôi phát hiện ra một điều rất thú vị. GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay khoảng 4.000 USD. Ở cấp độ này, chúng ta có Mông Cổ, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Nhưng nếu bạn đã đến Việt Nam thì bạn sẽ nhận ra rằng Việt Nam là tuyệt vời nhất trong số đó. Ít nhất ở Việt Nam, tôi chưa từng thấy người nghèo cùng cực nào ở Việt Nam hoàn toàn vô gia cư. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều người nghèo cùng cực ở Ấn Độ, Philippines. Nhưng ở Việt Nam, hầu hết mọi người chỉ sống theo kiểu không giàu nhưng vẫn chấp nhận được. Ngoài ra, về trình độ học vấn và y tế, Việt Nam luôn làm tốt nhất trong số đó. Vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay chủ yếu là về hệ thống công nghiệp. Việt Nam là một nước nông nghiệp và chưa có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh. Nhật Bản xây dựng hệ thống công nghiệp trước Thế chiến thứ hai, Hàn Quốc nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và Trung Quốc nhờ sự hỗ trợ của Liên Xô. Tất cả các nước Đông Á đều có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, có thể giúp chúng tôi phát triển công nghiệp của riêng mình và tìm ra con đường riêng để trở thành một quốc gia công nghiệp độc lập, trong khi Việt Nam không có điều kiện này. Bạn có thể thấy sau cuộc xung đột chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc năm 2013, nhiều công ty Nhật Bản đã rời Trung Quốc để xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Các nước phương Tây và Hàn Quốc cũng đầu tư rất nhiều vào Việt Nam và Việt Nam đã trở thành một trong những công xưởng lớn nhất của thế giới nhờ chi phí lao động thấp. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều hàng hóa trên thị trường trước đây được sản xuất tại Trung Quốc hoặc được sản xuất tại Hàn Quốc, nay được sản xuất tại Việt Nam. Và đã chục năm trôi qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn ở mức thấp, chỉ 4.000 USD. Bởi vì tất cả lợi nhuận đều bị các công ty nước ngoài lấy đi và họ sở hữu công nghệ cốt lõi. Việt Nam vẫn chưa học được gì từ họ và tự thành lập nhà máy sản xuất riêng bằng cách sản xuất Ford và Ben. Giờ đây Nhật Bản đã có Honda và Nissan. Bằng cách làm việc cho Simon và Edison, Hàn Quốc đã có được Samsung và LG. Bằng cách để Apple đặt nhà máy ở Quảng Châu, giờ Trung Quốc có Huawei và Xiaomi. Việt Nam không có hệ thống công nghiệp riêng nên có thể coi Việt Nam là vật hy sinh của quá trình toàn cầu hóa đang nằm dưới sự thống trị của phương Tây hiện nay. Nhưng tôi chắc chắn rằng Việt Nam có thể thiết lập được hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh của riêng mình và tìm được vai trò của mình trong nền kinh tế thế giới, thì Việt Nam có thể trở thành một nền kinh tế lớn hơn nhiều so với Đài Loan và Hàn Quốc, gần giống như Nhật Bản. Gần 100 triệu người chăm chỉ và thông minh, gấp 4 lần Đài Loan và 2 lần Hàn Quốc. Môi trường chính trị quốc tế tốt, không có kẻ thù thù địch như Triều Tiên với Hàn Quốc. Trung Quốc là mối đe dọa nhưng cũng là đối tác, quan hệ tốt với thế giới phương Tây, đủ nguồn tài nguyên từ Biển Đông. Việt Nam chắc chắn là một quốc gia tiềm năng nhất thế giới. Tài bút, một số ý kiến viết rằng Việt Nam đang có vấn đề tham nhũng nặng nề, nó chỉ phổ biến ở hầu hết các nước đang phát triển. Đến những năm 1980 đến 1990, đối với Hàn Quốc và Trung Quốc cách đây 10 năm, nhân quyền và tham nhũng cũng là một vấn đề lớn. Việc quản lý chính trị có thể được cải cách từ phát triển kinh tế với việc nâng cấp quan hệ sản xuất. Hãy nghĩ về dân chủ theo phong cách Philippines, Thái Lan và Ấn Độ. Bạn có cảm thấy Việt Nam bây giờ tốt hơn nhiều không? Một bài phân tích khá khách quan và chính xác về tình hình kinh tế xã hội cũng như nền công nghiệp của Việt Nam hiện nay. Vậy dân mạng quốc tế đã bình luận những gì bên dưới bài viết này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Tôi không phải người Việt Nam, nhưng tôi có một lý thuyết. Bạn biết bốn con rồng của châu Á, Singapore, Hồng Kông, là cảng và có một số cơ sở. Họ có thể giàu có vì chính họ. Trong trường hợp của Hồng Kông, đó là cảng quốc tế do Anh điều hành và Singapore đã trở nên độc lập để có chính phủ riêng tự điều hành tiền của họ. Và điểm chung giữa Đài Loan và Hàn Quốc là gì? Họ đã tham gia vào cuộc chiến kinh tế trong chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ đã phải trả giá rất nhiều để họ không theo chủ nghĩa cộng sản. Kết quả cơ bản của kinh tế học tự do là dù sao đi nữa, cuối cùng thì mọi người cũng trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, người giàu có lại càng giàu hơn, đó là chủ nghĩa tự do. Tôi là người Hàn Quốc và Hàn Quốc cũng tham nhũng như Việt Nam mấy chục năm trước. Hàn Quốc đã trở nên giàu có hơn và sau đó trở nên ít tham nhũng hơn. Vì vậy, giả thuyết của tôi là Hàn Quốc và Đài Loan đã được Mỹ hỗ trợ trong chiến tranh lạnh, nên giờ họ đã giàu có. Mỹ không có cách nào khác là phải hỗ trợ họ, vì không giống như ở Việt Nam, hai nước này là thùng thuốc súng, nếu hỗ trợ thì sẽ ít tốn kém hơn chiến tranh. Tôi lấy ý tưởng này từ cuốn sách Những ý tưởng chinh phục thế giới của Michael Mandelbaum. Sau khi trả lời xong thì tôi nhìn quanh những câu trả lời khác. Vì vậy tôi phải thừa nhận rằng, đây không phải là một câu trả lời tại sao Việt Nam nghèo, mà là câu trả lời về Hàn Quốc và Việt Nam. Việt Nam đã bị ném bom tàn phá cách đây vài chục năm, nhưng Việt Nam đang tái thiết nhanh hơn nhiều người nghĩ. Tôi chắc chắn rằng, với rất nhiều công ty nước ngoài của Trung Quốc chuyển đến Việt Nam,
chúng ta có thể thấy điều kỳ diệu tương tự ở Việt Nam, giống như ở Trung Quốc đã trải qua cách đây 1-2 thập kỷ. Câu trả lời của bạn rất đúng, giá như người Việt Nam nhận ra được tầm quan trọng của hàng sản xuất trong nước. Tôi mơ một ngày nào đó, người ta sẽ thay đổi quan niệm về thương hiệu Việt và quảng bá chúng thay vì những cái tên Tây đó. Dù chất lượng có ra sao, ai cũng cần có một điểm khởi đầu. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thành công là nhờ họ có thứ chủ nghĩa dân tộc đó. Các nhà đầu tư nước ngoài rất tốt khi bắt đầu, nhưng sẽ là thảm họa về lâu dài nếu đất nước phụ thuộc nhiều vào họ. Nếu không có sự chuyển giao kiến thức phù hợp để cho phép người dân địa phương tự tạo ra sản phẩm của mình hoặc tạo ra sự đổi mới từ nó, đất nước sẽ chỉ ở nằm thứ bậc thấp nhất của hệ thống kinh tế toàn cầu. Việt Nam trong nhiều năm qua đã có các chương trình xóa đói giảm nghèo cụ thể, bao gồm nhà ở, y tế, giáo dục, trong đó có chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình này đã thành công trong việc giảm nghèo đáng kể và tiếp tục được thực hiện. Bởi vì Việt Nam có hoàn cảnh tồi tệ nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thứ nhất, người Pháp không trao trả độc lập ngay lập tức như cách người Anh đã làm với Ấn Độ. Thay vào đó, Việt Nam phải chiến đấu chống Pháp, sau đó trở thành cuộc chiến chống Mỹ. Trong quá trình này, hàng triệu người đã chết và hàng triệu người còn lại, thường là những người Việt Nam có học thức và doanh nhân, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Sau đó, sau khi Việt Nam giành được độc lập hoàn toàn vào những năm 1970, muộn hơn các nước khác như Indonesia, Ấn Độ, Philippines, v.v., Việt Nam lại phải chiến tranh với Campuchia và Trung Quốc. Tất cả các biện pháp trừng phạt của phương Tây vẫn được áp dụng cho đến những năm 90. Quan hệ ngoại giao với Mỹ mãi đến những năm 90 mới được tái lập. Nền kinh tế trong những năm 70 và 80 không phát triển tốt vì nó bị đóng cửa với phần còn lại của thế giới và phụ thuộc nặng nề vào chủ nghĩa xã hội và phụ thuộc vào Liên Xô. Cuối cùng vào khoảng năm 1986, chính phủ ít nhất đã cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường tự do hơn. Kể từ đó, Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Hiện nay, đây là một quốc gia ổn định và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tôi có thể nói rằng, Việt Nam là một tai nạn của lịch sử. Nó phải là một quốc gia giàu có hơn, ít nhất là ở mức độ Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc đại lục. Người Việt Nam có chỉ số IQ rất cao, một số nghiên cứu xếp họ ngang hàng với Đức, dù Đức là nước giàu có hơn rất nhiều. Người Việt Nam cũng rất có tinh thần kinh doanh và làm việc chăm chỉ, cùng với những giá trị gia đình tốt đẹp. Tất cả những điều này là chìa khóa để có một đất nước và xã hội thành công. Nếu bạn đến Việt Nam hơn 10 năm trước, bạn vẫn chưa thấy ô tô, những tòa nhà chọc trời, những đường cao tốc đẹp đẽ, v.v. Bây giờ đất nước đang bùng nổ và rõ ràng là mọi thứ đang được cải thiện. Tôi nghĩ nếu có thể phát triển thêm 10-20 năm nữa, thì nó có thể trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình cao. Tôi đồng ý với bạn rằng người Việt Nam khá thông minh. Tôi chỉ quen biết 4 người Việt Nam và một người trong số đó chỉ có thể nói là có trí thông minh tuyệt vời. Tôi biết nếu tham nhũng ít đi thì Việt Nam có thể sánh ngang với Hàn Quốc. Tôi không có ý xúc phạm. Theo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam, thu nhập trung bình cao có thể cần tới 20 năm. Tôi đã đến Việt Nam. Tôi đồng ý với bạn rằng người Việt Nam xứng đáng có một cuộc sống phong phú hơn dựa trên bản chất của họ. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất khiến Việt Nam trở nên đặc biệt so với các nước Đông Nam Á khác là các bạn độc lập trong cuộc đấu tranh của chính mình. Ý tôi là trên phạm vi toàn quốc, mang lại tính hợp pháp cho chính phủ Việt Nam và quyền lực hành chính tối cao đối với tầng lớp giàu có. Tôi rất vui và tự hào khi đọc những câu trả lời khác. Thật mừng vì người Việt Nam rất thực tế, thẳng thắn và không ngại nhận ra điểm xấu thay vì đổ lỗi cho quá khứ, bên ngoài hay vận may. Việt Nam vẫn nghèo vì, thứ nhất, chiến tranh chỉ kết thúc vào năm 1979. Thứ hai, nền kinh tế chỉ mở cửa vào năm 1989. Thứ ba, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vào năm 1994. Và thứ tư, chỉ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007. Việt Nam chỉ có thời gian rất ngắn để phát triển. Để so sánh rõ hơn, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tương đương với GDP bình quân đầu người của Trung Quốc những năm 2000. Đảng Cộng sản không làm tốt công việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do tham nhũng. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, Việt Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Nhưng ngay cả khi đó, tôi nghĩ hành trình của Việt Nam để đạt được như ngày hôm nay cũng khá ấn tượng. Cuộc hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ và rất hy vọng rằng việc tự do hóa nền kinh tế sẽ đưa đất nước đi đúng hướng. Trên đây là một vài ý kiến của dân mạng quốc tế về quá trình phát triển của Việt Nam chúng ta. Các bạn thấy những vấn đề mà dân mạng quốc tế đề cập có chính xác hay không? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.